Thưa quý vị, tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực giao thông vận tải trong phiên làm việc sáng nay dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng tiếp tục trả lời về những vướng mắc trong các hoạt động logistics, đăng kiểm cũng như việc triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại nhiều địa phương. Trả lời tái chất vấn của đại biểu Quốc hội về việc có hay không sự chậm trễ của Bộ Giao thông Vận tải trong việc chủ động đưa ra hoặc phối hợp với các cơ quan bộ ngành địa phương về phương án ứng phó thay thế, tạm dừng hoạt động trong trường hợp thiếu đăng kiểm viên, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết bản thân Bộ trưởng trực tiếp xử lý khi vụ việc xảy ra. Tôi với cái tinh thần là khi xảy ra ở đâu thì Bộ Giao thông Vận tải trực tiếp tôi trao đổi báo cáo đồng chí Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm để có cái phương án giải quyết. Chúng tôi có văn bản đề nghị Bộ Công an là tạo điều kiện là gì? Khi mà thu giữ máy móc thiết bị và tài liệu mà niêm phong ấy, để phục vụ cho công tác điều tra thì làm sớm làm nhanh và sau đó thì bàn giao lại cái trung tâm đăng kiểm để cục đăng kiểm tiếp quản và bố trí lực lượng. Chất lượng thanh tra thì Bộ trưởng có suy nghĩ gì? Chất lượng thanh tra do năng lực cán bộ của cán bộ thanh tra hay là do nể nang né tránh hay là do một áp lực gì khác mà thanh tra không phát hiện được các vi phạm này để cơ quan điều tra khởi tố như vừa qua. Đây là một trong những cái tồn tại, một trong những nguyên nhân để xảy ra sai phạm tại các cái trung tâm đăng kiểm. Tất nhiên có nhiều nguyên nhân. Thế nhưng mà cái công tác nó cũng có cái đặc thù là đối với hoạt động đăng kiểm ấy, thì tương đối khép kín. Cho nên ý, khi mà thanh tra vào kiểm tra thì chỉ kiểm tra được trên hồ sơ thôi. Trong khi là các cái sai phạm vi phạm thì lại không nằm trong hồ sơ. Hồ sơ rất là đẹp. Thế nhưng vẫn xảy ra sai phạm. Chúng ta cũng không thể phủ nhận là cái trách nhiệm của thanh tra trong thời gian vừa qua là làm chưa hết trách nhiệm. Tuy nhiên thì tôi cho rằng Bộ trưởng mới giải quyết được phần ngọn của vấn đề. Còn phần gốc trọng tâm của vấn đề thì Bộ trưởng chưa trả lời làm rõ. Đó là nguyên nhân dẫn đến sự việc đã rồi, trách nhiệm quản lý nhà nước của cơ quan chuyên ngành để xảy ra hàng loạt vi phạm ở các trung tâm kiểm định trước thời điểm phát hiện sai phạm. Thì vấn đề này có phải chăng là khi thực hiện xã hội hóa các trung tâm kiểm định cơ giới thiếu sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước trong thời gian qua để xã hội hóa đến mức mất kiểm soát, để các trung tâm tự do lộng hành. Về nở rộ trung tâm đăng kiểm, trưởng ngành giao thông vận tải cho biết một trong những nguyên nhân sai phạm do chúng ta không phản ứng kịp thời khi luật quy hoạch sửa đổi liên quan đến đăng kiểm. Chỉ trong 2 năm, số trung tâm đăng kiểm tăng 281, vượt quá quy hoạch đến năm 2030, dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh, nhiều sai phạm. Liên quan đến yếu tố tham nhũng, tham mưu cấu kết và có cái trách nhiệm và có cái vấn đề đạo đức của các cái bộ phận từ lãnh đạo đến cán bộ cấp phòng của Cục Đăng Kiểm Việt Nam với cấu kết với các cái trung tâm đăng kiểm để thực hiện cái việc này. Và chính vì thế cho nên là gì? Là đã vô hiệu hóa cái câu chuyện là cái hiệu quả của công tác kiểm tra giám sát. Bởi vì khi đã cấu kết rồi thì không thể là lấy đá ghẻ chân mình được. Cho nên cái này là một cái mà chúng tôi cũng đã nhận diện được. Trưởng ngành giao thông vận tải cho biết trong lần sửa đổi nghị định 139 lần này, Bộ đã đưa vào các quy định mở lại trung tâm đăng kiểm, giao cấp phép cho Sở Giao thông Vận tải các địa phương siết chặt quy định về đăng kiểm.